Thì anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hàn Đồ Computer. Và suốt một khoảng thời gian khá là dài rồi, mình và Lee chỉ build những con PC mà kiểu ở phân khúc tầm trung và giá rẻ để phù hợp với cái những anh em mà có cái kinh phí nó sinh viên và phổ thông thôi. Thế cho nên là hôm nay mình sẽ đổi gió và đem đến cho anh em một con PC full option đến từ đội đỏ. À đâu, sử dụng chip của đội đỏ. Thế bây giờ thì đây, mình bắt đầu video thôi. Và trước khi đến với những cái linh kiện chi tiết ở bên trong bộ máy thì anh em có thể nhìn thấy ở đây, mình đang có một con mainboard đến từ ASRock có tên là B550 Phantom Gaming Velocita. Thì đây là một phiên bản cắt tỉa từ phiên bản Taichi. Tuy nhiên thì nó vẫn giữ được những cái tinh túy để phù hợp với cái mức giá cũng như là có một cái hiệu năng tốt. VRM của nó có thể cân được những con CPU 16 nhân, kể cả là con Ryzen 9 5950X. Và ngoài ra thì nó còn được tích hợp thêm những cái công nghệ rất là xịn sò, ví dụ như là Dynamic Audio để có thể xuất ra âm thanh chất lượng cao, cộng với đó là khe cắm M2 Wi-Fi để anh em có thể build và độ Wi-Fi cho con máy này, và rất nhiều những cổng kết nối để anh em có thể cắm và vô tư sử dụng những cái thiết bị ngoại vi mà không lo thiếu ổ. Ngoài những cái tính năng ăn chơi thì trên B550 Phantom Gaming Velocita các bạn còn được trang bị ổ cắm Hyper M2 hỗ trợ PCIe Gen 4, cùng với đó là ổ cắm M2 có khả năng chạy PCIe Gen 3 và SATA 3. Và giờ thì các hãng cũng đã cập nhật BIOS trên các cái phiên bản mainboard đầu năm, ví dụ như là B550 này, A520 và X570, để anh em có thể sử dụng được CPU Gen 3. Thế cho nên là anh em khi mà mua những con B550 hay là những phiên bản như thế về thì có thể yên tâm là được hỗ trợ toàn phần. Ngoài ra về vấn đề thẩm mỹ của con main này thì anh em có thể điều chỉnh LED ở logo ASRock ở đây và logo Phantom ở phía dưới thông qua Polychrome. Và để build trong bộ PC này thì như mình đã nói, VRM của con này có thể cân được CPU 16 nhân, kể cả Ryzen 9 5950X. Thế cho nên là không có lý do gì mình không cắm con đấy vào đây cả. Với 16 nhân và 32 luồng thì đây sẽ là cái ứng cử viên sáng giá nhất để cho cái vấn đề là max setting mà anh em muốn ở trong bộ máy này. Và con này thì tuy là nó có mức giá không hề rẻ tí nào, nhưng mà như mình đã nói, chúng ta cần một bộ full setting đến từ đội đỏ. Thế cho nên nó sẽ là con chip mà mình gắn vào đây. Và ở một video lần trước thì mình cũng đã nói về cái vấn đề là bus RAM đi kèm với chip AMD thì chúng ta cần phải có bus càng cao càng tốt. Thế cho nên là mình cũng không cần ngại gì mà build cho anh em con G-Skill Trident Z Neo 32GB, bus là 3600. Thì với cái bus như thế này thì anh em có thể thoải mái sử dụng với chip AMD. Ngoài ra thì nó cũng là một con RAM có cái đèn đẹp nhất tính đến thời điểm hiện tại. Và tuần này thì mình cũng đã lên một con RTX 3080 Supreme X đến từ MSI, và vì nó cũng là cái con card tốt nhất mà anh em có thể mua được thời điểm hiện tại. Thế cho nên là cũng không có lý do gì mà mình không lắp nó vào bộ PC này cho anh em. Bởi vì hộp nó to quá nên mình phải để ở dưới. Thôi cất tạm đi. Và nếu mà anh em muốn chơi trên những con màn hình 4K gaming thì đây cũng sẽ là cái mẫu card ổn để anh em có thể sở hữu cũng như là chơi mượt mà. Và đương nhiên là anh em cũng có thể sử dụng những cái phiên bản là 3070 hay là 3080 khác nếu mà anh em muốn. Và tất nhiên là với 3080 thì chúng ta cần phải có cái mức công suất điện tối thiểu để chạy cho toàn bộ hệ thống là 850W. Vì thế nên hôm nay mình sẽ lựa chọn nguồn FSP HG2 1000 đạt chuẩn 80 Plus Gold để thoải mái cho anh em sử dụng. Và về ổ cứng thì cũng khá là quen thuộc khi mà mình sẽ build cho anh em con Western Digital N550 có dung lượng là 500GB. Thì đây sẽ là một cái dung lượng nó có thể nói là vừa đủ thôi chứ chưa được full option cho lắm. Nhưng mà ở trên con Velocita này thì anh em sẽ có 6 cổng SATA. Điều đấy cũng sẽ đồng nghĩa với việc là anh em có thể nhồi rất nhiều dung lượng lưu trữ nếu anh em muốn, và tùy thuộc với nhu cầu anh em sử dụng. Còn nếu mà anh em chỉ dùng để chơi game thôi thì mình nghĩ là với 500GB của con SSD này và thêm 1T hoặc là 2T đến từ một con HDD khác thì anh em cũng đã có một cái dung lượng lưu trữ nó rất là lớn rồi. Và với những anh em làm việc thì với 6 cổng SATA như mình đã nói, anh em hoàn toàn có thể nhồi rất nhiều dung lượng lưu trữ vào trong để có thể kiểu lưu được những cái file project hay những cái file video nặng. Về phần tản nhiệt và vỏ case cho bộ máy thì mình sẽ lựa chọn EK All-in-One 240. Với cái chất lượng và khả năng làm mát đến từ EK thì mình nghĩ là anh em sẽ không còn phải lăn tăn gì nữa rồi. Và kết hợp cùng với đấy là bộ vỏ case đến từ cọc xe 4000D TG Black. Bộ vỏ case với tông màu đen chủ đạo, kính cường lực ở mặt hông, và nó cũng sẽ làm nổi bật cũng như là show được những cái nội y ở bên trong của bộ máy. Và trước khi đến với phần test game thì chúng ta sẽ có một chút highlight để có thể show được cho anh em là bộ máy này nó lung linh như thế nào.
Và về tổng thể thì anh em sẽ có một bộ PC có hiệu năng cực khủng. Và đương nhiên là nó không rẻ được rồi. Và anh em sẽ có sự kết hợp bởi B550 Phantom Gaming Velocita và Ryzen 9 5950X để có thể kết hợp cho ra một cái hiệu năng khủng nhất. Và đi kèm với đó thì như mình đã nói, anh em sẽ có RTX 3080 Supreme X, hiệu năng cũng vô cùng khủng. Và như vậy cũng có nghĩa là với những con game đình đám bây giờ hay những cái tác vụ công việc sẽ không có một cái gì có thể làm khó để anh em. Và nếu mà anh em kết hợp với một con màn hình 4K nữa thì càng tuyệt vời. Và để sở hữu bộ PC này thì tất cả thóc gạo anh em cần phải bỏ ra là 70.282.000. Đây không phải là một con giá rẻ. Và đương nhiên là với cái hiệu năng khủng như vậy, anh em cũng không thể nào đòi hỏi một mức giá là 10-20 triệu được. Nó không hợp lý. Và với những cái cấu hình như vậy thì anh em thấy sao? Nó có hợp lý với mức giá này không? Và đương nhiên là phần quạt thì anh em sẽ có một số anh em không đồng ý. Tại vì là ở đây mình đang sẵn con 240 này, thế cho nên mình lắp vào luôn. Còn để mà hợp lý nhất thì anh em nên gắn những con All-in-One 280 hoặc là 360, hoặc là Noctua R15, AD15 để có cái hiệu năng tản nhiệt tốt nhất. Và bây giờ thì cũng hết video rồi, anh em thấy sao về con PC này? Hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng mình biết. Ngoài ra thì đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình. Và cũng như là bấm nút subscribe và hình cái chuông ở phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo.